Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xe Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 đường Định Thành phố Hải Dương. Và số hotline để các anh chị có thể tiện liên lạc đó là 0935323333. Một chiếc xe mẹt, một chiếc xe hoàn toàn mới, thế hệ mới, form mới, hộp số mới và máy mới các bác nhé. Thì chiếc xe này đã được lên form mới này. Đấy, công nghệ máy CGI và hộp số Trolic 7 cấp, cực kỳ êm ái và ngọt ngào. Chiếc xe này mang khối động cơ 1.8 turbo tăng áp, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, cộng hưởng với chế độ ga tự động cruise control thì khẳng định các bác chạy chỉ dưới 8 lít xăng trên 100 km các bác có tiền không ạ? Một chiếc xe 2 tỷ đồng, tất cả tình trạng là còn nguyên zin, chẳng hạn như xe không đâm xô, không thủy kích, máy móc nguyên zin, và đương nhiên là hành lang pháp lý phải đầy đủ để sang tên đổi chủ cho các anh chị rồi. Và lúc mới chúng ta phải bỏ ra 2 tỷ đồng, nhưng ngày hôm nay trên 400 triệu đồng thôi, các anh chị đã sở hữu được một con xe tuyệt đẹp. Thì đây là một chiếc C200 các bác nhé. Đây là một chiếc mẹt C200. Các bác có thể thấy rằng dòng xe mẹt thì luôn luôn là làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất. Cái thứ nhất, thiết kế an toàn. Cái thứ hai, đẹp. Cái thứ ba là đẳng cấp và sang trọng. Và cái thứ tư là xe được trang bị tất cả những vật liệu là cao cấp, nó bền mãi qua thời gian. Đấy các bác nhé. Các bác nào đang vận hành xe mẹt thì biết rồi, độ cách âm chống ồn, độ an toàn thì nó phải nói là hàng đầu thế giới rồi. Cái này không cần phải bàn cãi nhiều. Và các bác có thể ngắm quanh một vòng ngoại thất một chiếc xe sedan. Đó, hai đầu tuyệt đẹp màu đen huyền bí. Chiếc xe này thì được trang bị rất nhiều, và chúng ta hãy bắt đầu đi từng phần các bác nhé. Đi từng phần thì chúng ta hãy đi từ phần đầu đi ạ. Đấy, các bác có thể đi từ phần đầu thì chúng ta có thể thấy ngay cái sự khác biệt của chiếc xe mẹt. Đấy, xe mẹt thì nắp capo bao giờ cũng vươn dài về phía trước. Đấy, thì và cộng hưởng mấy cái cầu sau thì nó chuyển trọng tâm về phía trước. Khi xe phanh thì nó vô cùng an toàn. Đó, người ta nói là xe mẹt phanh chổng đít. Đấy, có nhiều trường hợp nó là như vậy. Khi phanh thì đầu hoàn toàn nó rúi chìm xuống, nó cực kỳ an toàn và giảm tốc độ cực nhanh. Đấy. Và đây, thế hệ mới thì khác biệt với rất là nhiều các bác nhé. Đây là đèn này. Đây là phần đèn thì đương nhiên là trang bị đèn bi tinh khẩu thủy tinh và có ô đèn LED ở đây. Đấy. Và có giải đèn LED định vị ban ngày ở đây nữa, và cảm biến cảnh báo va chạm bốn quanh xe rồi. Có rửa đèn. Đấy. Nói về xe mẹt thì về tính năng thì nó được trang bị tối ưu, đặc biệt là chế độ an toàn và cảnh báo cho xe để không bao giờ có thể chúng ta phạm phải sai lầm là khi xe xảy ra tai nạn rồi thì chúng ta mới biết là cái xe chúng ta nó không báo lỗi cho. Thì ở xe mẹt hoàn toàn nó được cảnh báo trước các bác nhé, được hoàn toàn cảnh báo trước. Logo thương hiệu của mẹt ngôi sao ba cánh luôn luôn mang lại sự may mắn cho chủ nhân. Thì đây đó, với những thanh mạ chrome lưới tản nhiệt mở rộng, nhìn rất khỏe khoắn, đẹp mắt và sang trọng. Đấy. Khi chúng ta vận hành và cầm lái chiếc xe mẹt thì đương nhiên ngoài cái sự sung sướng thì chúng ta phải cảm nhận thấy chúng ta thực sự là những người có đẳng cấp, nó ở một cái tầm khác rồi các bác nhé. Và đây là cái phần đèn cỏ bên lái, đây các bác này vẫn rất đẹp tinh tế luôn. Đấy. Và đặc biệt dòng xe mẹt thì được trang bị ngoài những cái trang bị những cái đường gân dập nổi rõ nét thì nó được trang bị nhiều những thanh mạ chrome chạy vòng quanh xe để tạo lên cái hiệu ứng đẹp mắt. Và các bác nhìn cái ô cánh cửa thôi cũng sang xịn. Phải nói là mẹt ấy thì người ta làm cho chiều lòng tất cả những người khó tính nhất, tất cả những cái điểm không cần thiết người ta cũng trau chuốt hoàn thiện một cách tỉ mỉ để không làm phật ý những người dùng. Và bộ la răng thế hệ mới thì nó rất là đẹp, nó là răng kép các bác nhé, phanh hiệu suất cao và cụ phanh rất là to để tăng độ bám ma sát. Đó. Và đèn tích hợp bao rẽ trên gương thì đương nhiên rồi. Đó, rất ok. Đây, và la răng phía sau và cục phanh phía sau các bác có thể nhìn chiêm ngưỡng nó đi. Nó rất là ok luôn. Đây các bác nhìn này. Xuất sắc luôn. Đấy. Quá xuất sắc luôn, trên 400 triệu đồng. Tương đương với một chiếc Morning. Nhưng chúng ta đã sở hữu được chiếc xe mẹt vô cùng đẳng cấp, an toàn. Đây. Và các bác có thể thấy sự khác biệt đây. Cái này nó không cần thiết đâu, nhưng xe mẹt cũng xịn sò luôn. Đấy, từ những vật liệu của nó này, cái sự hoàn thiện của nó này, đấy, những cái đường nét của nó phải nói là nó hoàn hảo luôn, làm cho tất cả những người khó tính nhất đều phải nói một từ là không có điểm chê và chỉ có điểm là hài lòng và khen. Cốp thì cũng khá rộng các bác nhé, cốp thì khá rộng. Và được cái đời này thì nó được trang bị lốp dự phòng là tiêu chuẩn 5 nốt như một. Đấy, đây này, 5 nốt như một. Và tôn sắt thép của mẹt thì đừng mơ thấy tìm thấy nó bị han mục mọt, không có đâu các bác ạ, vì nó được vật liệu cao cấp nhất.
đấy, nó chống được cái độ mài mòn và tổn thương từ những cái môi trường thời tiết, đặc biệt là vùng muối, thì xe mẹc làm rất tốt điều đó. Nó được làm tất cả các vật liệu nó là cao cấp các bác nhé. Đó, ngắm nhìn một cách tổng thể thì nó quá xuất sắc rồi. Vậy thì chúng ta cùng nhau bước qua nội thất xem thực sự nó được trang bị những gì. Và bên ngoài của chiếc xe mẹc nó cũng quá tuyệt vời rồi, nhưng bên trong nó còn tuyệt vời hơn. Bởi vì cái mùi thơm quyến rũ của xe mẹc từ lúc mới đến lúc vất đi, nó vẫn thơm như vậy. Bởi tại sao? Nó không có cái mùi khó chịu. Chẳng hạn như là các dòng xe bình thường thì nó được dùng là da, nó là da công nghiệp chẳng hạn như thế, hoặc vật liệu nhựa. Nhưng ở xe mẹc thì nó được trang bị tất cả những cái gì đó là xịn sò nhất, chẳng hạn da xịn này, chất liệu xịn này, lên cái mùi thơm của nó là mùi thơm đặc trưng mãi mãi như vậy, nó rất xịn sò. Các bác có thể thấy ngay là cái gì, bản táp lô tâm đi đây, cái vật liệu minh chứng cho các bác. Các bác đi những cái xe bình thường thì các bác đã biết rồi, nó đây là nhựa thôi, nhưng đây nó là da mềm. Đây ấn nút này, đây nó là nhôm phay, phay xước nên nó không bao giờ bị xước. Gương kính chỉnh điện và toàn bộ kính auto vào đây cũng là da xịn luôn đó. Thì các vật liệu như thế này thì trước hết cách âm chống ồn tốt, giữ nhiệt tốt đấy, và đảm bảo an toàn tốt, đúng không ạ? Và bền mãi qua thời gian đó. Các bác có thể thấy xe đời này mà nó còn xịn 100% luôn đấy, khác biệt nhé. Và dàn âm thanh của nó thì quá hay rồi, nhưng rất tiếc là khi tôi quay clip thì không được phép mở âm thanh bởi vì vi phạm bản quyền. Và các bác có thể thấy điều thứ hai là chỉ trên xe mẹc mới có những cái bản này cực kỳ to và đúc liền khối, và từ cái bảo vệ dây điện cũng xịn sò luôn này. Bản nề là ở trên đầu từng con ốc đều có logo thương hiệu của mẹc luôn đó. Đó là sự khác biệt đó. Và ghế của nó là ghế, là tư thế ghế ngồi rất là thích, sang xịn. Các bác có thể thấy là ghế không bao giờ bị nhăn, đó là cái đặc trưng của xe mẹc. Các bác đi một cái xe bình thường thì ngồi một thời gian là ghế đã nhăn, đã gấp nhào hết rồi đấy, nhưng ghế này 25 vẫn mới tinh, đó là sự khác biệt nhé. Đó, và cái bản trung tâm trên này thì cũng thấy là nó sang xịn làm sao này. Đấy, từ cái gương này, chống chói chỉnh điện, gạt mưa tự động thì đương nhiên rồi. Đó, các bác có thể thấy, và vô lăng này thì nó quá đẹp rồi. Đấy, ba chấu, thế hệ mới. Thì các bác có thể thấy là ba chấu này, đây nhôm phay này, tất cả các phím bấm rất nhiều. Nói chung là rất nhiều. Đấy, và có đây thì có cái hạn chế tốc độ và ga tự động cruise control, còn đây là gạt mưa và xi nhan. Đèn thì auto rồi các bác nhé. Và các bác có thể thấy mặt đồng hồ thế hệ mới nó đẹp này, đẹp mê ly luôn, độ sắc nét và phân giải cực cao. Đấy, máy đang nổ những êm đấy. Đấy, cái màn hình này. Đấy, và cái bản trung tâm, cái này thì có trang bị là đầu 6 đĩa CD chuẩn âm thanh, nghe nó rất là hay, và điều hòa auto tự động hai vùng độc lập. Các bác thấy từng cái phím bấm của nó tuyệt vời chưa? Nó cực kỳ tuyệt vời luôn nhé. Đó. Đấy, ngoài cái sự tuyệt vời thì nó trên cả tuyệt vời. Đây, nó trên cả tuyệt vời. Tất cả là da xịn sò, và đây là tất cả nhôm phay. Thì nó có chế độ E và S, có nghĩa là S là thể thao cực kỳ mạnh mẽ rồi đấy. Và cái thứ hai thì các bác nhìn bản táp lô táp ni và cảnh báo va chạm bốn lúc quanh xe, nhìn nó đẹp chưa, xuất sắc đấy, không một tì vết. Giá trị của chiếc xe mẹc nó là như vậy, bền mãi qua thời gian. Nhiều bác cứ nói là xe mẹc đấy thì nó hỏng thế lọ thế kia, nhưng báo cáo với xe mẹc người ta trau chuốt và chăm chút khách hàng đến mức độ là có số điện thoại gọi 24/24 đều có người trực đấy để giải thích cho các bác nếu các bác có những câu hỏi nhé. Đó, về xe mẹc. Cái thứ hai là nhiều bác bỏ xe mẹc hay lỗi thì không phải đâu. Cũng xin thưa các anh chị là như thế này. Cái xe mẹc thì cái chế độ an toàn của nó rất là cao, nó đều được gắn chip để thông báo những cái lỗi không an toàn. Đó, không an toàn. Thì khi xe có vấn đề gì, chẳng hạn như nó khô chuẩn bị hết nước, thì nó cảnh báo cho các bác là xe không được đi nữa, chuẩn bị hết nước. Thế có nhiều cái xe thì các anh chị đã đi, đang đi thì thổi giòn rồi bó máy bởi vì cái tội hết nước mà nó không cảnh báo cho các bác biết. Đó, các bác nhé, vật liệu của nó này. Hoặc rất nhiều cái tính năng. Đấy, phanh mòn thì nó cũng báo cho các bác là phanh mòn. Nhiều bác đi cái xe bình thường khi xảy tai nạn rồi thì mới biết là chúng ta phanh mòn. Đó, nhưng khi tai nạn rồi thì các bác mới biết rằng cái xe mẹc nó giá trị như thế nào. Thì đây, các bác nhìn hàng ghế và tư thế ngồi của xe mẹc rất là tuyệt vời luôn. Đấy, tôi đã nói rồi, mẹc phải nói là trau chuốt, làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất. Thì đây, đây từ cái tựa đầu. Đấy, có cửa gió điều hòa phía sau các bác nhé. Đấy, cực kỳ sang xịn và đẳng cấp luôn. Đó là sự khác biệt mà chỉ có trên xe mẹc mới có thôi.
Cái này thì có bệ tì tay để cốc, các bác có thể mở đây để ra hai điện thoại và bấm vào đây thì các bác có thể mở cốc, ok đó ạ. Và chúng ta không ấy thì gập lại, và chúng ta có thể gập lên nếu đi đông người. Đấy, nó rất tuyệt vời luôn, rất còn nhẹ, rất chắc chắn, và phải nói là chỉ một từ là trên cả tuyệt vời. Các bác có thể thấy là xe mẹ tại sao cách âm chống ồn tốt. Ngoài vật liệu cao cấp thì đây nó tạo lên hai lần gioăng, đây là gioăng hơi và đây là gioăng nỉ. Khi chúng ta đóng cửa lại thì nó bám một lần gioăng vào đây và khép một lần gioăng vào đây, và tôi đóng cửa nó cực kỳ chắc chắn và khít kín. Đấy. Và đóng cửa thì chỉ có cảm giác của xe mẹ thôi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thực sự là đã đi xe mẹ, cầm lái xe mẹ thì lên những dòng xe phổ thông khác các bác không tìm được cái cảm giác của nó, và các bác không thể cầm lái được nó đâu. Vì đi xe mẹ nó thú vị là ngoài cái sự chắc chắn, chân thực đấy, nó chuyển động mọi cái tín hiệu từ mặt đường lên để chúng ta cảm nhận thấy một cách chính xác. Cái thứ hai là hệ thống treo đấy, đặc biệt để dập tắt dao động nhanh thì cái xe mẹ ngồi xe mẹ nó không bị say, nó không bị sốc gần, nó không bị sốc các bác nhé. Đây bản tạm lô tạm đi, ok, không có cái từ gì để tả cho nó cả các bác này. Đó, những cái đường nét của nó thì phải nói là sắc sảo, tôi đã nói rồi, cái độ hoàn thiện của xe thì nó là tối ưu rồi. Đấy, mở cửa thì đều có đèn soi đấy, zin nguyên bản nhé. Đấy, con này là 2011 các bác nhé. Đấy, động cơ 1.8 turbo tăng áp số tự động. Đấy, và xe mẹ thì chả có gì về bàn cãi cả, đúng không ạ? Và chúng ta thực sự là ngày xưa thì xe mẹ là rất là hiếm hoi, những người có tiền mới sở hữu được nó, nhưng bây giờ thì tất cả người dùng đều sở hữu được xe mẹ, bởi vì xe mẹ bây giờ nó phổ thông rồi. Đấy, các bác thấy từ ngăn đựng đồ cốp này nó có xịn sò như này, sò rất thích luôn. Đấy, như nhung nhung gấm luôn. Đấy, nó hay là hay như thế đó, nó rất là tuyệt vời các bác ạ, nói là một từ tuyệt vời. Và bây giờ xe mẹ thì nó phổ thông chạy đầy đường rồi, và các hãng xe mẹ thì đều có thị trường Việt Nam nên đồ đạc nhiều, và những tay nghề người thợ ở showroom nào cũng đều bảo dưỡng thay dầu và kiểm tra định kỳ cho xe mẹ được, chứ không nhất thiết phải đưa vào hãng đâu các bác nhé. Nên bây giờ nó đơn giản rồi, nó rất là rẻ mạt thôi, nó rất là dễ sửa chữa, nhưng đặc biệt là con này thì tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu, và chạy mẹ thì quá sang xịn rồi. Đương nhiên một chiếc Camry mới cũng không có tuổi để mà nói về sự đảm chắc hoặc bền bỉ và xịn sò như con xe mẹ này được, đúng không ạ? Và các bác bỏ ra trên 400 tỷ đồng bằng tiền một chiếc Morning thôi. Vậy thì trước khi để chúng ta hiểu rõ về xe mẹ thì xin mời các bác đi đến khoang động cơ, trái tim và linh hồn của chiếc xe, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi phần gầm để kiểm chứng chất lượng của xe mẹ nó sự khác biệt như thế nào. Đó, các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ, thả tim, thả like cho Phúc Video các bác nhé. Xin mời các bác đi khoang động cơ đi ạ. Vâng, chỉ mở lắp cái ba cabo ra thôi đã thấy cái sự sang xịn của nó rồi. Và các bác có thể thấy ngay là cái sự khác biệt, cái lắp cabo dài, dày dặn thì nó có 3 cái điểm chốt cabo. Toàn các cabo cũng phải dùng đến 3 điểm chốt để làm gì? Vững như kiểu bàn chân. Khi các bác đóng xuống thì nó không bị bồng bềnh sọc sạch, khi chạy được sóc nó không gây ra tiếng ồn. Bình thường cái xe chỉ có một nút chốt ở đây, nhưng đây có 3 nút chốt này, 3 nút khóa. Và đây, từ cái thông số này, mọi cái này, từ cái mã số của nó này, các bác nhìn này, chuẩn men xịn sò, và từ cái đỡ giảm chấn cabo nhá. Và cái này có thể chỉnh. Đấy các bác nhé. Và cái thứ hai, các bác có thể chuyển được cỗ máy. Tại sao cái phần nhựa của nó đẹp mãi qua thời gian như này? Bởi vì nó là chất nhựa xịn, nhựa ABS các bác nhé, nên nó cực kỳ bền và nó chịu được cái nhiệt nóng phát từ máy ra. Đấy. Còn những cái nhựa bình thường thì thời gian nó giòn nát hết rồi, nó không được như xe mẹ. Các bác nhìn này. Đấy, nó cứ xịn. Nó cứ xịn sò từ cái dòng chữ của nó, rất xịn luôn. Và đây, máy của nó thì zin đét rồi. Các bác nhìn này, ra máy trắng này. Đấy, cái này 4 máy thôi. Turbo tăng áp rất là tiết kiệm nhiên liệu và chạy thì mạnh mẽ. Đấy. Tại sao mà xe mẹ luôn luôn được đánh giá là cùng khối động cơ nhưng mã lực lại lớn hơn các dòng xe Nhật và xe Hàn rất nhiều? Bởi vì đó đơn giản là độ chính xác cơ khí của xe mẹ nó cao hơn. Đó, lên cùng một cái phân khối như vậy. Đấy, nhưng nó lại có mã lực lớn hơn rất nhiều, và nó khi nó vận hành thì nó mạnh mẽ hơn, đầm chắc hơn, thì đó là giá trị của xe mẹ các bác nhé. Đây, tất cả từ mã số này, ở đâu nó cũng có mã số, đó là tiêu chuẩn. Đấy, tiêu chuẩn của một cái thương hiệu. Đấy, từ con ốc này, nguyên những vạch sơn này, các bác nhìn này, chuẩn men đến mức độ như vậy nhé. Đấy, nó cực kỳ tuyệt vời, nó không có điểm gì để chê. Và bây giờ thì các bác cũng không lo. Tại sao mà nói là nhiều bác thì cũng đặt câu hỏi là Phúc ơi, tại sao cái xe đắt như thế mà bây giờ nó rẻ như vậy? Thì cũng xin thưa anh chị, chính vì những cái kỳ thị như vậy nên chúng ta mới được sở hữu những mẫu xe mẹ ấy chất lượng nhưng rẻ tiền. Đó. Lúc mua mới thì nó lên đến 2 tỷ đồng, nhưng bây giờ có 465 triệu đồng. Đấy. 2011, các bác nhớ, form mới, máy mới, hộp số mới rồi.
và tất cả tình trạng xe là nguyên bản. Đấy. Bao có văn bản cam kết với các bác xe không đâm xô, không thủy kích, máy móc là nguyên zin. Tất cả mọi thứ là zin. Đấy, trừ sơn công an tỉa các bác nhé. Hoặc lốp chạy mòn thì phải thay. Cái đấy là ok rồi. À, cái đấy thì không tránh gì, nó là xe qua sử dụng mà. Đấy, mọi chi tiết vận hành tốt như mới. Đó, nó rất tuyệt vời luôn. Đó, nếu thực sự có nào quan tâm với cái chất lượng xe như thế này, đời như thế này và cái giá như này thì xin mời các bác đi xuống phần gầm để xem tiếp. Và còn các bác nào không phù hợp thì các bác có thể dừng lại và nhớ đấy, cho những lời comment góp ý chân thành và nhân văn các bác nhé. Có nhiều anh em vào comment chán đấy và rất phản cảm luôn các bác nhé. Tôi cũng chỉ là người, ai cũng là người làm ăn thôi, tôi cũng chỉ mang cái sản phẩm đến giới thiệu cho các anh chị thôi. Còn các bác nào cảm thấy phù hợp thì mua, còn không phù hợp thì chúng ta có thể là cho một like, đấy, một chấm, đấy, gọi là ủng hộ xe và đam mê. Xin cảm ơn tất cả anh chị và bây giờ xin mời các bác đi xuống phần gầm để xem gầm của xe mẹ khác biệt như thế nào. Xin mời các anh chị. Vâng, và đây là phần gầm của chiếc xe mẹ, để các anh chị thấy rằng Phúc Yêu đã giải thích cho anh chị rất là nhiều ở cái phần đầu rồi. Thì các bác thấy rằng giá trị của chiếc xe mẹ đây này. Đó, đây là giá trị khác biệt nên các bác không tìm ra cái điểm han hoặc cái điểm chê của xe mẹ, kể cả từ những cái thanh ống này, ngang này, nó là mạ kẽm. Đấy, còn cái này thì hợp kim nhôm, tăng cái độ cứng, tăng cái tuổi thọ mãi mãi trắng sáng các bác nhé. Từ cổ phanh nó hoàn toàn có mã, và cái này kể cả này giảm sóc ấy, từ cái tem cái mác là còn chuẩn hết. Đó là sự khác biệt của xe mẹ. Và các bác có thể thấy đây là tôn sắt thép của nó cứ xanh nẹt không giờ han được. Đấy, những đường keo của nó thì vô cùng là đặc biệt này. Đây. Đấy. Đó là sự khác biệt đây, mạ kẽm nhé. Đấy, và đây nữa, các bác có thể nhìn thủ công nhanh thôi vì cái này thì tôi giới thiệu nhiều rồi. Các bác xem xe mẹ thì cũng thấy rồi. Đấy. Và đây phần gầm đây. À, tất cả là zin đét hết nhé. Đấy, tem mác này các bác thấy này. Độ bền của nó cực kỳ là cao gấp nhiều lần một cái xe bình thường. Bô rồi gầm rồi toàn thép không rỉ, thép trắng không rỉ, nó bô nó cứ trắng sáng như vậy. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy ngay này. Rất rõ nét luôn này. Đấy. Chọn men nhá. Độ cách âm chống ồn nó tốt này, đều có thảm chống ồn. Đó, bô này. Đấy, gầm bệ này, các bác nhìn này. Nó yêu thế này cơ mà. Đấy, yêu kinh khủng luôn. Đó, các bác có thể thấy và cộng hưởng với cái cầu sau nó vô cùng khỏe khoắn và mạnh mẽ. Đây, ốc zin này. Cầu sau nó cầu đẩy nó khỏe các bác nhé và ổn định. Đấy, hệ thống treo đa điểm, rất nhiều cái thanh treo. Thì chúng ta có thể thấy là nó treo của nó toàn bộ là hợp kim nhôm. Thì treo đa điểm nó nhiều điểm treo thì nó sẽ êm ái hơn. Đây, kể cả bô này. Trắng sáng này, đầu taxi này, không bao giờ bị va chạm này. Xe đam mê bán hàng là có cam kết nên các bác yên tâm này. Đây, từ cái tem cái mác đằng sau là còn nhé. Đấy, nó chuẩn mức độ như vậy đây. Taxi này, chuẩn này. Đấy, không bị va chạm. Đấy, các bác có thể thấy hệ thống phanh giảm sóc của nó thì vô cùng tuyệt vời rồi. Cái này thì chắc là tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa bởi vì những cái bài giải thích và bài quay xe. Tôi quay rất nhiều cái dòng xe mẹc rồi và xe đam mê bây giờ thì chuyển sang làm những dòng xe Đức này nhiều hơn. Vì nó giá trị, càng khám phá, càng làm, càng đi, càng thấy nó giá trị. Giá trị rất cao, gọi là tiền ít thịt nhiều thì nên đi xe này các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều để các bác hiểu rõ. Và các bác nhớ là ủng hộ xe và đam mê một cách nhiệt thành ạ.